Sau đây mình nâng cấp Calenzoler cho máy Stella ha. Dòng Shimano ha. Phụ kiện nâng cấp nó nằm trong cái hộp này, hiệu EOS Impact cho Shimano. Bây giờ mình mở hộp ra bên trong có những gì. Bao gồm những gì đây? Gồm một cái roller màu gold nè, cái này cho cao nước mặn được nè, và ba cái vòng đệm, ba cái vòng đệm dài 0,5 mm, ba cái bằng nhau, và một cái vòng đệm cũng 0,5 mm ha. Cái vòng này á, theo mình biết á, là nó để ngăn hai cái bạc đạn cọ sát với nhau nè. Đây hai cái bạc đạn. Kích thước của nó là 4 x 7 x 2,5 mm ha. 4 x 7 x 2,5 mm. Cách đo là đo cái đường kính ở trong trước, cái đo đường kính ở ngoài, và đo cái độ dày. Đo cái độ dày. Đó là cách lấy kích thước của bạc vòng bạc đạn á. Rồi bây giờ mình tháo cái máy mình ra. À, nó kèm theo con ốc rin nữa, ốc rin theo máy nữa. À, combo của nó bao gồm mấy sản phẩm? 1, 2, 3, 4, 4 cái vòng nè, hai cái bạc đạn, một cái roller và một con ốc, là 7 sản phẩm, là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sản phẩm combo của nó. Tháo cái máy mình ra. Rồi. Con ốc này á, là không phải con ốc rin của nó ha. Nhưng kích thước á, được bi của nó sẽ bằng con ốc rin là 2,5 mm. Mình thay cho nó đẹp hơn, có gì thế đó. Rồi, cẩn thận chỗ này. Rồi, một cái bạc đạn, một cái lin roller, một cái vòng đệm, một cái cốt. Cái link roller của thằng máy rin Zala này á, cái bạc đạn nó nằm luôn ở trong này, không tháo ra được, tháo lại ra là nó sẽ hư đó. Vòng đệm này là ấp vô đây nè. Thường á, máy á, là hai cái vòng đệm này là mình có một cái nè, là mình một lần mình vệ sinh mình vô tình làm rớt mà tìm không lại được.
Nhờ mình nhờ ông anh đã order về. Cái này tầm cái 50 ngàn một cái à. Thôi mình dẹp cái này qua bên đi. Cách rách thì sao? Cũng đơn giản thôi, không có vấn đề gì khó hết. Cốt của trước nó phải khớp nè, nó có khớp. Vậy là sai nè. Yeah. Sai làm sao sao nó lọt khớp vào rồi. Ok. Một cái vòng đệm thứ nhất. thả vào. Hai cái vòng mình để mình so sánh thử, mình so sánh cái hai cái đinh đô này, mình thấy kích thước nó bằng nhau này, bằng nhau. Mình đoán tầm sai từ 1.000 cho đến 4.000 cái dòng Shimano ha. 1.000 cho đến 4.000 dặm Shimano, kích thước bằng nhau, từ 1.000 đến 4.000. Bằng nhau. Rồi, mình cho xí dầu. Dầu hiện giờ là mình xài là hiệu này. Titanium Light nha. Sau mình để cái đường những cái đường link phụ kiện ở phía dưới cho anh em tham khảo Nhỏ dầu vô. Áp vào đây. ha. Úi da. Vào đây. Rồi, nhỏ xíu dầu vô. Rồi đến cái vòng vòng này. Vòng này là vòng ngăn hai cái bệ đạn cọ sát với nhau nè, phải bắt buộc phải có rồi. Vào đây. Cái link roller. Link roller ha. áp vào đây. Mượt không hay tiếng xào tiếng sạc gì hết. Rồi vòng đệm thứ hai. Rồi xin lỗi, đến lượt cái bạc đạn trước chứ, nhỏ vào bạc đạn. Vòng đệm thứ hai, vòng đệm thứ ba. Theo mình nhận biết khi chêm hai miếng cái bà hai vòng này vô là này, nó sẽ còn thừa ra một chút xíu nè, cái cốt nó còn thừa ra một chút xíu nè. Bây giờ mình ráp vào. Siết trở lại, Xích cứng nè. siết cứng rồi nè. Rồi bây giờ mình thử thử cái roller nó có xoay hay không à. Ok, vậy là đúng rồi. Mà mình siết trở lại mà nó roller nó không xoay là mình ráp sai. Bây giờ mình thấy cái roller này nó hơi bị thụt vào trong phía bên này quá nè, là cái do cái cốt hồi nãy là nó bị thừa chút xíu á, nên mình phải dùng thêm cái vòng đệm tiếp theo nữa. Thì mình đã order sẵn.
kích thước 4x6x0,8 mm nha. Tháo ra trở lại. Rồi. Lấy hai cái miếng này ra. Rồi bỏ hai miếng vải vô như cũ. Rồi. Đây, nó đây. Nó dày hơn. Cái miếng này à, vào đây. Bây giờ là mình thấy là nó khít luôn, bằng luôn cái cốt. Rồi xịt ốc lại. Xịt ốc rồi xịt cứng là cái link roller nó xoay á, là mình đã lắp đúng rồi, nó không xoay là mình lắp sai. Rồi ok, bây giờ mình thử ra. Ok ha, xoay ha. Bây giờ mình thử ra. Thử ra. Ok hay à. Vậy là mình đã thay xong Linh Solar The Master là size 2000 SHG.